Đây là CPU AMD Ryzen 7 9800X 3D, một biểu tượng mới của làng FPS. Biểu tượng ở đây là mẫu CPU mạnh nhất trên thị trường hiện tại, thậm chí nói thẳng ra là mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại để dành cho chơi game. Đây không phải là một câu nói kiểu là câu view, câu like, mà đây chính là thực tế khi mà những pháp sư Trung Hoa đã ép xung cái mẫu CPU này và có thể đạt được tối đa là 1500 FPS trong tựa game là Valorant. Bây giờ những mẫu màn hình có tần số quét cao là loanh quanh khoảng chừng là hơn 500 Hz, trong khi đó mà anh em có thể chơi được lên đến tận là 1500 FPS là một con số cực kỳ là kiểu chênh lệch. Tất nhiên, đấy chỉ là câu chuyện liên quan việc là các pháp sư ép xung thôi. Còn ở đây chúng ta đang cần quan tâm đến khía cạnh là thực tế. Vậy thì thực tế khi mà anh em sử dụng nó sẽ như nào thì mình sẽ giải đáp ngay bây giờ. Thay vì tìm hiểu những thành phần linh kiện thì chúng ta hãy tập trung luôn vào yếu tố anh em quan tâm, đó là cái mức FPS. Mức FPS ở đây là chúng ta đang nói đến việc là mình chơi cái tựa game là Valorant. Ở đây mình có sử dụng là Deathmatch rất giống với những pháp sư. Thì khi mà mình chơi game, mình vào tựa game thì đã có những cái lúc ấy là mức FPS có thể đạt được từ 920 cho đến tận là 950 FPS, tức là gần 1000 FPS rồi. Và đấy là khi mà mình đứng yên, mình không làm bất cứ một động tác nào ở trên độ phân giải là Full HD. Còn khi mà mình bắt đầu di chuyển, bắt đầu là bắn nhau thì cái mức FPS sẽ dao động từ 700 cho đến 800 FPS. Và khi mà mình nghĩ rằng là sở hữu được mẫu CPU này chơi game trên độ phân giải Full HD thì nghe có vẻ hơi phí, thế nên mình đã kéo cái độ phân giải lên là 2K. Thì cái lúc này ấy là mọi người có thể nhìn thấy được là cái mức tiêu thụ của GPU đã được đẩy lên cao hơn rồi, và cái mức FPS của chúng ta vẫn sẽ loanh quanh khoảng chừng là từ 700 cho đến 800 FPS, vẫn là một mức FPS vô cùng lớn khi mà xét trên thời điểm hiện tại. Mọi người cần những cái mẫu CPU có mức FPS cao mà mình có tần số quét cao để có thể trói hát được. Hấp dẫn đúng không? Nhưng với Valorant coi như là một tựa game nhẹ đi, như thế là chưa đủ. Mình sẽ thử thêm với cái tựa game là CS2, một tựa game cũng có thể nói là cạnh tranh khi so với Valorant. Thì ở đây là toàn bộ những setting trong game mình để là mặc định hết, tức là mình vào game thì gần như tất cả mọi thứ đã là max setting rồi. Cái mức FPS ở đây mình có thể nhìn được là khoảng chừng là từ 300 cho đến 350 FPS. Và mình có thử hạ từ độ phân giải 2K xuống Full HD để xem cái mức FPS bao nhiêu, thì cái mức FPS vẫn sẽ là khoảng từ 300 cho đến 350 FPS, duy trì ổn định. Và qua đây mọi người có thể thấy được rằng là với cái tựa game CS2 thì những cái cấu hình mà anh em chơi ở nhà bình thường nó chỉ rơi khoảng chừng là từ 150 cho đến khoảng 200 FPS. Anh em muốn cải thiện được hiệu suất cao hơn nữa thì có thể cân nhắc lên em 9800X 3D kèm theo em card đồ họa trong hình RTX 4070 Ti Super nữa. Còn khi mà chơi những cái tựa game nặng hơn đi, những cái tựa game offline sao? Đây là một cái yếu tố tùy thuộc vào mức độ tối ưu thôi, bởi vì những cái tựa game offline hot hit hiện tại thì vẫn là một số tựa game ra mắt cách đây một vài năm rồi. Mình đơn cử ở đây mình có tựa game Horizon Zero Dawn, mức FPS khi mà chơi trên độ phân giải 2K sẽ là từ 150 cho đến 170 FPS. Đây là mức FPS có thể xuất hiện được ở trên những cái dòng CPU với thế hệ thấp hơn dòng 9800X3D, thế nên là mọi người có thể cân nhắc nhé. Còn với tựa game Black Myth Wukong thì đây tựa game mình nói thật là tối ưu không được tốt cho lắm, do tựa game này sẽ có thêm cả Denuvo nữa, thế nên là cái hiệu năng sẽ bị giảm bớt đi khi so với những tựa game không có. Cái mức FPS khi mình để chế độ là Very High trên độ phân giải là 2K và mình có bật tính năng DLSS và Frame Generation và để cái Super Resolution là 75, mức FPS sẽ là trên 100 FPS khi mình chơi game. Một số những giai đoạn bị mọi người thấy drop FPS ấy, cái này là do chơi game load game không kịp, thế nên mới dẫn ra cái tình trạng đấy. Rồi, đấy là những cái tựa game mình trải nghiệm trên độ phân giải Full HD và 2K. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào những cái thành phần linh kiện sâu hơn một chút. Và với dòng CPU AMD Ryzen 7 9800X3D thì BOM máy chủ được mọi người sử dụng ở đây nó sẽ là BOM máy chủ là mọi người nghĩ dòng B đúng không? Đúng, B650 có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì để có thể đảm bảo được cái yếu tố là mọi người thích ép xung, mình đã đẩy lên BOM máy chủ là X870. Và với dòng X870 được mình sử dụng ở đây là X870 Turbo. Với dòng X870 khi khác gì với dòng X870E thì với dòng X870 thường chúng ta sẽ chỉ có một khu vực chipset ở nơi mọi người có thể thấy được cái logo của Top Gaming, còn với cái dòng E thì chúng ta sẽ có hai chipset. Thực tế sử dụng thì mọi người chỉ chơi game thôi thì BOM máy chủ nào cũng có thể đáp ứng được. Dòng B hay dòng X thường vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của anh em.
thoải mái nhất có thể. Còn về RAM ở đây thì mình sẽ sử dụng RAM đến từ thương hiệu là Corsair đối với data. SSD thì sẽ là một ổ SSD đến từ Samsung để mọi người có thể cài Win. Và card họa thì sẽ là RTX 4070 Ti Super. Phiên bản này sẽ là phiên bản 16GB VRAM và mức giá mình cảm thấy tương đối là hấp dẫn để mọi người có thể sử dụng. Và mục đích chính là mình xây dựng cấu hình này để có thể chơi game được ở trên độ phân giải là 2K với những cái tựa game online mọi người cần nhiều FPS và chi phí đầu tư không quá cao thì em nó có thể đáp ứng được. Và cái phần vỏ cây ở đây thì vỏ cây mọi người có thể thấy to đúng không? Card họa 3 fan của dòng RTX 4000 series rất to, tảng cũng vô cùng to, tảng H150i đến từ thương hiệu là Corsair. Thế mà để trong vỏ cây này vô cùng là nhỏ gọn. Thật ra thì gọi nhỏ thì cũng không là nhỏ đâu, có thể là do mọi người nhìn ở đây thấy là bình thường, nhưng khi mọi người nhìn thực tế chúng ta có thể thấy được là rất lớn. Thì vỏ Corsair 6500X cái tầm này mọi người có cắm nhân RTX 4090 vẫn thừa, hay thậm chí là cắm 2 em cạc thì cũng không thể nào có thể lấy được hết cái diện tích bên trong của em nó. Và nếu như mọi người đang quan tâm ấy thì mình sẽ để thêm cái đường link ngay dưới phần mô tả video, anh em có thể click vào xem là 9800X3D hay là 7800X3D mới là lựa chọn tốt nhất. Hãy cùng nhau thảo luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau.